Ngày 8 tháng 3 tức ngày 8 tháng 2 âm lịch, tại Hà Nội, gần 300 bạn trẻ đã tham dự lễ kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca xuất gia và lễ ra mắt Hội Phật tử Phúc Tuệ Song Tu do Đại Đức Thích Thanh Văn, trụ trì chùa Vân Phong, huyện Hoàng Bồ, tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Tại buổi lễ, Đại Đức Thích Thanh Văn đã có bài pháp thoại với chủ đề Hạnh phúc đích thực. Gần 100 bạn trẻ có mặt đã phát tâm quy y Tam Bảo ngay tại buổi lễ. Đặc biệt, để gieo duyên lành cho mọi người được thấm nhuần mưa pháp, đưa những lời dạy quý báu của Đức Phật vào cuộc sống, Đại Đức Thích Thanh Văn đã thành lập và tuyên bố ra mắt Hội Phật tử Phúc Tuệ Song Tu tại Hà Nội, cùng nhau tu tập theo tinh thần phúc đức, trí tuệ song hành để có hạnh phúc an lạc cho mình và cho mọi người trong hiện tại và tương lai.